được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, sau 4 ngày kể từ khi phát hiện ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng tại Queensland vào thứ Sáu tuần trước, thì cho đến nay Queensland đã có tổng cộng 7 ca nhiễm cộng đồng. Và vì thế mà thủ hiến Queensland đã lập tức tuyên bố phong tỏa khu đô thị Brisbane và nhiều vùng phụ cận trong 3 ngày. Trong khi đó thì về mặt sinh hoạt chính trị, thì Thủ tướng Morrison có vẻ vẫn chưa thoát được cuộc khủng hoảng về quấy nhiễu tình dục tại Quốc hội. Trong lĩnh vực kinh tế thì chương trình JobKeeper đã chính thức chấm dứt ngày hôm qua và vấn đề được bàn cãi ngày hôm nay là hậu quả của việc này sẽ như thế nào đối với những ngành sinh hoạt vẫn còn đang yếu kém và đặc biệt là đời sống của khoảng 1 triệu người còn tùy thuộc vào trợ cấp lương bổng. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin lúc 1 giờ trưa nay, thứ Hai ngày 29 tháng 3 năm 2021. Đại dịch COVID-19, nhiều khu vực tại Queensland bị phong tỏa trong 3 ngày. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk vừa tuyên bố phong tỏa khu đô thị Brisbane và nhiều vùng phụ cận trong 3 ngày, sau khi sáng hôm nay, tiểu bang Queensland đã phát hiện thêm 4 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tất cả đều có liên quan đến ca nhiễm đầu tiên là một thanh niên 26 tuổi được phát hiện dương tính vào thứ Sáu vừa qua. Phát biểu trên đài truyền hình số 9, Thủ hiến Anastasia Palaszczuk loan báo việc phong tỏa trong 3 ngày kể từ thời điểm này sẽ được áp dụng đối với khu đô thị Brisbane, Moreton Bay, Logan, Ipswich và Redlands. Nhắc lại là ngày hôm qua, sau khi một trường hợp lây nhiễm cộng đồng đã được phát hiện và nâng số người lây nhiễm cộng đồng tại Brisbane lên 3 người, thì mọi người đã thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được nguyên nhân lây lan của ca nhiễm đầu tiên vào thứ Sáu vừa qua. Cụ thể thì trường hợp nhiễm bệnh thứ 3 này là một trường hợp dương tính mà không có triệu chứng và đây là thân nhân của trường hợp thứ nhất là một thanh niên 26 tuổi mà nghề nghiệp là làm vườn. Theo y sĩ trưởng Janet Young, thì trường hợp của thanh niên thứ ba này có thể giải thích được nguyên nhân của ca nhiễm cộng đồng đầu tiên là thanh niên làm vườn 26 tuổi. Nếu giả thuyết này mà giới chức thẩm quyền Queensland đặt ra là đúng, tức là trường hợp thứ ba là đầu dây mối nhợ đã gây ra trường hợp nhiễm bệnh thứ nhất, thì nguồn gốc của việc lây lan dịch bệnh của người thứ nhất coi như đã được phát hiện, tức là có liên hệ đến một ca nhiễm từ một bác sĩ làm việc tại bệnh viện PA ở Brisbane hồi đầu tháng 3. Ngoài ra, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Queensland cũng đã phải nhìn nhận rằng nguồn tin tức mà chính phủ Queensland đã công bố vào ngày thứ Bảy là không chính xác. Theo đó, một thanh niên 20 tuổi, tức là ca nhiễm thứ nhì, đã từng tổ chức tiệc tùng với 25 người tham dự tại tư gia, sau khi đã được thử nghiệm và đang chờ kết quả. Cảnh sát Queensland đã lập tức mở cuộc điều tra và phát hiện nguồn tin này là hoàn toàn sai lạc. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã xác nhận rằng người thanh niên 20 tuổi này đã không hề tổ chức tiệc tùng gì và trong nhà vào thời điểm đó chỉ có 4 người mà thôi và tất cả đều là người cư ngụ trong ngôi nhà này. Cả 3 ca nhiễm cộng đồng này đều đã di chuyển nhiều nơi ở khu đô thị Brisbane và vùng Moreton Bay. Danh sách và địa điểm đã được phổ biến và chúng tôi đang cho chạy trên màn hình. Quý khán giả có thể vào trang mạng của Bộ Y tế Queensland để có thông tin cập nhật. JobKeeper vừa chấm dứt, hậu quả kinh tế đối với chủ nhân và công nhân. Kế hoạch trợ cấp lương bổng JobKeeper đã chính thức chấm dứt vào ngày hôm qua, Chủ nhật, 28 tháng 3 năm 2021. Và vào thời điểm chấm dứt này, vẫn còn 1.100.000 công nhân viên chức đang sống nhờ vào trợ cấp lương bổng JobKeeper. Nhắc lại là kế hoạch JobKeeper đã được phát động đúng 12 tháng trước đây và trong giai đoạn 6 tháng đầu, nhân số được hưởng JobKeeper đã lên tới 3.600.000 người. Tuy nhiên, vào thời điểm chấm dứt ngày hôm qua, thì nhân số được trợ cấp chỉ còn lại 1/3, tức là khoảng 1.100.000 người. Tuy vậy, 1.100.000 người không phải là con số nhỏ.
và việc chấm dứt chương trình JobKeeper được dự phóng là sẽ khiến thêm khoảng 100.000 người đến 150.000 người bị thất nghiệp. Theo cuộc điều trần của Tổng thư ký Bộ Ngân khố, tiến sĩ Stephen Kennedy. Tuy vậy, dự phóng này có thể cao hơn hoặc thấp hơn, tùy quan điểm lạc quan hay bi quan. Chẳng hạn như giáo sư Jeff Boland của Viện Đại học Melbourne, thì dự phóng là sẽ có từ 125.000 đến 250.000 người sẽ thất nghiệp, tức là cao gần gấp đôi so với dự phóng của Bộ Ngân khố. Đấy là nói về nhân số công nhân viên chức, còn trong các lĩnh vực sinh hoạt kinh tế khác, thì ảnh hưởng của việc chấm dứt chương trình tài trợ lương bổng JobKeeper là không đồng đều. Vì sau đại dịch thì có những ngành sinh hoạt đã và đang phục hồi, nhưng vẫn còn rất nhiều ngành sinh hoạt còn đang hoạt động yếu kém, chẳng hạn như du lịch và bán lẻ. Theo dữ liệu thống kê thì tháng 10 năm 2020, khi chương trình JobKeeper bị giảm hạ, thì nhân số công nhân viên chức trong ngành bán lẻ đã giảm 68%, trong khi sự sụt giảm tương đương trong ngành chăm sóc sức khỏe thì đã giảm đến 78%, trong khi các ngành sinh hoạt nghệ thuật và giải trí thì giảm 37%, và công nhân làm việc trong lĩnh vực bán sỉ thì giảm 36%. Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg tin rằng, trong ngắn hạn, mặc dầu sẽ có một số công nhân viên chức sẽ bị thất nghiệp, nhưng chính phủ tin rằng đó chỉ là tình trạng tạm thời và chính phủ tin tưởng nền kinh tế Úc Châu nói chung vẫn có thể vượt qua được khó khăn. Ngoài ra, chính phủ cũng đã có những biện pháp hỗ trợ đặc biệt nhằm vào các ngành sinh hoạt vẫn còn yếu kém sau khi chương trình JobKeeper chấm dứt. Sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Morrison vẫn chưa tìm được lối thoát đối với vấn đề tình dục tại Quốc hội. 6 tuần lễ trước đây, khi cựu viên chức Đảng Tự do Brittany Higgin công khai tuyên bố cáo buộc là đã bị một đồng nghiệp nam hiếp dâm ngay tại văn phòng Bộ trưởng Kỹ nghệ Quốc phòng hồi tháng 3 năm 2019, thì ít ai dự phóng là vấn đề cưỡng dâm và quấy nhiễu tình dục tại Quốc hội có thể trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị. Và ngay cả Thủ tướng Scott Morrison có lẽ cũng đã không đánh giá đúng mức về khả năng lan rộng của vấn đề này. Tuy nhiên, các trường hợp cưỡng dâm và quấy nhiễu tình dục lại tiếp tục được nêu lên hầu như mỗi tuần và đã tạo nên một phong trào tranh đấu cho công lý của thành phần phụ nữ làm việc tại các cơ quan công quyền, cũng như làm việc bên ngoài xã hội. Hai vị bộ trưởng vì lý do khác nhau nhưng có liên hệ đến hai vụ cáo buộc cưỡng dâm đã bị thiệt hại rất nhiều về phương diện uy tín và chính trị. Đó là nghị sĩ Linda Reynolds, Bộ trưởng Quốc phòng hiện đang nghỉ bệnh, và Bộ trưởng Tư pháp Kristen Porter cũng đang nghỉ bệnh. Cả hai đều được dự phóng là sẽ bị thuyên chuyển để lãnh nhiệm vụ mới, tuy vẫn còn có chân trong hội đồng nội các. Trong khi đó, thì Thủ tướng Morrison đã mở cuộc họp báo với hy vọng có thể tạo ra một lối thoát cho chính phủ liên đảng, cũng như cho chính cá nhân ông. Thế nhưng những cáo buộc liên tục đã được nêu lên, và trường hợp mới nhất là đối với dân biểu thuộc Đảng Quốc gia tại tiểu bang Queensland. Và ngày hôm qua lại có thêm một trường hợp tố cáo mới, và lần này là một chính trị gia thuộc Đảng Quốc gia. Cùng lúc, trong nội bộ Đảng Tự do cũng đã có những chính trị gia, phụ nữ, lên tiếng đòi hỏi liên đảng nên theo gót chân Đảng Lao động để quy định về một quota là 50-50, nhằm thăng tiến cho các chính trị gia phụ nữ, một chính sách mà liên đảng trước đây đã từng chống đối. Nhưng nay có lẽ Thủ tướng Morrison cần phải có sự nhượng bộ. Tất nhiên là vào thời điểm này thì có vẻ những sự nhượng bộ của Thủ tướng Morrison đã không thể tạo được sự đột phá để xoay chiều công luận. Và nếu chính phủ và Thủ tướng Morrison không thoát được tình trạng khủng hoảng hiện nay về vấn đề tình dục, thì giới quan sát e ngại là sinh hoạt của chính phủ và chính sách về những vấn đề quan trọng khác sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Hai dân biểu Đảng Tự do kêu gọi Quốc hội thử nghiệm rượu và ma túy. Vấn đề cưỡng bách và quấy nhiễu tình dục thật ra không giới hạn vào một đảng phái nào. Tuy nhiên, trong vai trò thủ tướng thì ông Morrison đã phải đứng mũi chịu sào. Trong nhiều trường hợp vừa qua, rất nhiều những cáo buộc về cưỡng dâm và quấy nhiễu tình dục đã xảy ra sau những bữa tiệc tùng rượu chè trong hàng ngũ các viên chức làm việc tại Quốc hội. Và đôi khi điều này cũng đã xảy ra trong giới dân biểu và nghị sĩ. Vào cuối tuần, trong một chương trình thời sự của đài ABC, một nghị sĩ và một dân biểu Đảng Tự do, bà Sarah Henderson và bà Kathy Allen đã lên tiếng đề nghị là việc ăn uống rượu chè tại Quốc hội cần phải được chính thức cấm đoán. Tuy vấn đề sử dụng ma túy không nổi cộm như vấn đề rượu chè, nhưng có lẽ việc này cũng đã từng xảy ra tại Quốc hội, như đã và đang xảy ra bên ngoài xã hội. Bởi vậy, bà Henderson và bà Allen đều đã đề nghị là Quốc hội nên thiết lập một phương thức thử nghiệm ma túy và rượu cho tất cả những ai làm việc tại Quốc hội, cũng như những ai đang sinh hoạt tại nghị trường.
Hiện nay, Thủ tướng Scott Morrison vẫn chưa có phản ứng gì đối với đề nghị này. Nhưng về phía đảng lao động, thì đề nghị này được coi là đáng được nghiên cứu thêm. Vấn đề quấy nhiễu tình dục, thiệt hại đầu tiên là một chính trị gia. Trong vòng mấy tháng nay, theo những tiết lộ hoặc cáo buộc về quấy nhiễu tình dục, thì một số viên chức mà phần đông là làm việc cho Liên đảng Tự do Quốc gia đã phải bị sa thải, nhưng chưa một dân biểu hoặc nghị sĩ nào đã bị sa thải hoặc mất chức, mặc dầu họ cũng bị tố cáo là có liên hệ đến vấn đề tình dục. Nhân vật cao cấp nhất được tố cáo trong việc này là Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter, một điều mà ông đã cực lực bác bỏ. Mới đây lại có nhiều phát hiện tố cáo cung cách hành xử của một dân biểu đối với hai cử tri tại Queensland được coi là không chính đáng, thậm chí là vô cùng bỉ ổi và không thể chấp nhận được. Đó là dân biểu Liên đảng Tự do Quốc gia ông Andrew Lamming. Do chỉ thị của Thủ tướng Morrison, dân biểu Andrew Lamming đã phải công khai tuyên bố xin lỗi tại diễn đàn Quốc hội, nhưng sau đó lại có thêm tiết lộ là dân biểu Andrew Lamming đã chụp những hình ảnh nhạy cảm một phụ nữ khác. Và trong bối cảnh mà những cáo buộc này đã dồn dập xảy ra, nên ông Andrew Lamming có thể đã bị khiển trách bởi Thủ tướng Morrison và bị buộc phải theo học một khóa huấn luyện về cung cách hành xử đối với phụ nữ. Tuy nhiên, ngày hôm qua, ông Andrew Lamming đã trở thành nạn nhân đầu tiên khi ông tuyên bố sẽ từ chức tất cả các nhiệm vụ Parliamentary Secretary mà chúng ta có thể tạm gọi là thứ trưởng, vì đây là vai trò phụ tá cho các vị bộ trưởng. Và sau cùng thì ông Andrew Lamming đã phải tuyên bố sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Như vậy là trong số các chính trị gia, ông Andrew Lamming có thể là sự thiệt hại đầu tiên sau khi ông đã phải tuyên bố rời khỏi chính trường vì những cáo buộc có cung cách hành xử không chính đáng đối với phụ nữ. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.